và các bạn uống một tách cà phê trong những quán cà phê nổi tiếng hay đi massage tại các trung tâm trị liệu có lẽ đã không còn quá xa lạ đối với rất nhiều người. Tuy nhiên thì trong cuộc sống ồn ào của chốn thị thành, trong một không gian tĩnh lặng, được uống cà phê và tận hưởng liệu pháp massage chân bằng những chú cá sẽ giúp quý vị có những phút giây thật sự thoải mái. Vâng, và một điểm đến độc đáo trong chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp ngày hôm nay muốn giới thiệu tới quý vị đó là Koi Cà Phê Spa ở đường Láng, quận Đống Đa. Và sau đây hãy cùng Thủy Tiên khám phá không gian độc đáo này nhé. Quán theo phong cách Nhật Bản, từ cách trang trí đến bàn ghế tạo cảm giác yên bình, thanh tịnh. Ngay cửa vào là một hồ cá chép Nhật với kích thước lớn và nhiều màu sắc. Chủ quán còn thiết kế thác tràn nhân tạo với 4 tầng nhằm tái hiện lại sự tích cá chép vượt vũ môn. Ngay cả bức tường ngoài cũng được thiết kế hình vảy cá đầy ấn tượng. Ngồi uống cà phê, ngắm đàn cá koi đẹp mắt và nghe tiếng nước chảy cũng đủ để ta thấy bình an nơi thị thành. Trong một không gian kiến trúc độc đáo, chúng ta như lạc vào một chốn riêng độc lập, tách biệt với sự ồn ào vội vã bên ngoài. Tuy nhiên, điểm độc đáo lại nằm ở trên tầng 2. Nơi đây đang được biết đến là một quán cà phê kết hợp spa hấp dẫn dành cho giới trẻ Hà Thành. Ở đây có dịch vụ massage cá mới lạ. Chỉ cần thả chân xuống thôi là các bác sĩ cá có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ này sẽ ngay lập tức tỉa tót chăm sóc cho đôi chân bạn nhằm lấy đi các tế bào chết trên da. Đồng thời những tác động này sẽ giúp đôi chân tuần hoàn máu và kích thích tái tạo da mới. Theo đó, những áp lực của công việc cũng dần lắng xuống, chỉ còn lại bạn với cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Đây có lẽ là cách giúp ta chút hết muộn phiền và thư giãn thực sự. Là một người trẻ thì chắc chắn là bạn rất là hay đi uống cà phê ở cả những quán cà phê bình dân cũng là nổi tiếng. Thế thì bạn có cảm giác là quán cà phê này thì có gì khác biệt so với những quán trước mà bạn hay đến? Mình nghĩ cái mô hình quán cà phê này thì nó là duy nhất và đầu tiên tại Hà Nội luôn. Đầu tiên mình còn lạ ấy, thì thấy hơi nhột nhột, nhưng mà sau mình thấy rất là thích bởi vì những chú cá cũng cảm giác như là thân thiện ấy. Giữa chốn thị thành đông đúc này, trong những ngày hè nóng nực và chúng ta được ngồi trong một không gian yên bình như thế này, được uống cà phê, đọc sách, nói chuyện với bạn bè và đặc biệt là được những chú cá Thổ Nhĩ Kỳ massage chân, thì em nghĩ chắc chắn đó sẽ là những giây phút thực sự lý tưởng đúng không ạ? Những thời gian rảnh rỗi thì mình thường đến đây bạn bè để cùng trải nghiệm cảm giác này, có thể cùng trò chuyện, chơi hay là đọc sách với nhau. Quán có rất nhiều mèo và chủ quán cũng đã rất tinh tế khi thiết kế các góc không gian để khách có thể đọc sách, chơi với mèo hay ngắm cá khi phải ngồi chờ đến lượt trải nghiệm dịch vụ massage hay xông hơi mà không bị nhàm chán. Massage cá sẽ giúp khách hàng có cảm giác thú vị, sảng khoái, kích thích hệ thống thần kinh, giúp lưu thông máu tốt hơn, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi của đôi chân. Để cho những chú cá này ăn cũng khá phức tạp, ngoài việc tự cắn rỉa các tế bào chết trên cơ thể người. Thức ăn của chúng là loại chuyên dụng được nhập từ nước ngoài. Nếu khách đến đông, lượng thức ăn sẽ bị cắt giảm và ngược lại. Ngày hôm nay rất là vui khi được đến đây để thăm một cái mô hình cà phê kết hợp với các dịch vụ massage độc đáo. Em rất muốn biết rằng là để có thể thiết kế được một quán cà phê độc đáo kết hợp rất nhiều dịch vụ này thì chị lấy ý tưởng từ đâu ạ? Ý tưởng để xây dựng cái quán cà phê này đi từ cái phong thủy của người phương Đông. Từ câu chuyện là bạn đi từ ngoài vào sẽ thấy một cái bức ngói hình vảy cá, tức là ngói dương. Và tiếp đến thì bạn sẽ thấy một cái bể cá, là loại cá này cũng rất là đặc biệt, đấy là cá chép. Nó rất là nhiều màu sắc, có nghĩa là cái màu sắc của nó không giới hạn. Hai nữa là con cá chép thì nó rất là linh thiêng. Đối với Việt Nam thì thường đến ngày ông công táo thì là đưa tiễn ông công táo lên trời. Và nó còn có một câu chuyện là cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Đấy. Và ngoài ra thì con cá này còn là quốc ngư của Nhật Bản. Thì mình muốn đưa con cá chép này vào để nói lên cái phong thủy và cái linh thiêng ở chỗ này. Em biết rằng là những cái chú cá mình được nhập về đây thì rất là khó chăm sóc, thì chị có thể chia sẻ cho em biết về những cái điều kiện nhiệt độ cũng như thức ăn của cá đấy không ạ? Thức ăn chính của nó là tế bào chết. Nếu cái lượng khách của mình không đủ thì là con cá này nó sẽ chết dần đi. Thế thành ra là mình phải có một cái thức ăn chuyên của nó. Nó rất là biệt thì mình sẽ bổ sung thêm khi mà lượng khách của mình không điều tiết đủ. Còn về nhiệt độ thì cá này nó sống ở nhiệt độ là 38 đến 40 độ C. Ở miền Bắc mình lại là một cái thời tiết bốn mùa, xuân hạ thu đông, có nóng có lạnh có mưa. Cho nên là bên mình phải có một cái hệ thống xử lý lọc sưởi rất là ổn định thì cái cá này bọn mình mới duy trì được. Không chỉ có massage cá, cũng trên không gian tầng 2 này, gia chủ còn bố trí phòng xông hơi nano, yoga và bấm huyệt trị liệu, thu hút được khá nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm.
Không dừng lại ở đấy, bước tiếp lên tầng 3, một không gian mở hòa quyện với thiên nhiên bởi không gian minh họa của một ngôi nhà gỗ trên cao nguyên Đà Lạt, kết hợp với những tấm kính khổ rộng để cho khách hàng hòa mình giữa thiên nhiên, tạo cảm giác tĩnh mịch, thư thái. Vâng, Dr. Fish, một phương pháp massage mới lạ kết hợp với một không gian cà phê độc đáo, hy vọng sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thật sự lý thú. Và bây giờ thì chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai.